lấy chồng hai lần đó. Ừ. Chứ đâu có lấy vợ nổi. Mới mất mốt mà sao lấy vợ nổi. Đi thẳng luôn, ở Hà đang đứng nè, đứng đó đường quốc lộ 10, lộ 2 nè. Không thẳng đâu, quốc lộ 1A. Em bay. Đường em. Trăm cái đi chị. Tình nghĩa ghê không? Tình cổm, tình cổm. Tình nghĩa mà là khổ quá. Khổ quá. Mai có bài hát gì mới vậy? Hả? Mai có bài hát gì mới vậy? Khổ ở đây chưa cho phối. Vậy hả? Có hết tiền phối rồi. Hết tiền phối rồi. Ở chưa cho phối. Dạ, hôm nay 100 phần. Dạ, hôm nay mình nấu 100 phần cơm. Với lại 100 cái sữa đậu nành. Anh Tony Store, em mới vừa đi phát cơm xong. Hello anh Tony, đang ở bệnh viện Bình Tân. Dạ. Dạ không, hết chưa? Hết rồi anh Huy Lê ơi, hết rồi. Hôm nay nấu 100 quá nhanh luôn rồi. Với lại 100 nhanh quá anh chị. Mới vừa hết cái thầy. Dạ. Hết rồi anh Huy Lê ơi. Vé anh hết chưa? Ủa mọi người đến đây lâu chưa? Phải lâu. Yeah. Ngày mai vé làm sao rồi ha? Tình hình, yeah, tình hình là hôm qua bán còn khoảng 70 vé. Ngon rồi. Bán hết rồi hả? Bán hết 70 vé hôm qua. Bán được nhiêu? Bán hết rồi, còn qua còn được 70 vé hôm qua. À con mớm bán hả? Không, chỗ anh Huy á. Anh Huy. Mấy nay chị đẹp á, là cái chị đẹp bữa là chăm biết là cái gì. À chị đẹp, mấy nay chị đẹp bán giùm cho Huy. Dạ vậy. Ngồi ở trống đồng á. Ngồi trống đồng bán luôn. Ừ. Mấy tụi anh người ghé ở đó là phải ở đó là quán giùm luôn. Làm phước nhiều để cho thằng nghề nó được siêu thoát. Ủa gì vậy? Cái liên quan. Không liên quan gì. Ủa làm phước giúp gì nó siêu thoát bà. Comment. Ủa bà bi đi Thúy Hằng cũng giúp gì cuộc đời tôi cho bà. Muốn ăn cơm nấu một lần anh tôi đi tôi về đây. Về Việt Nam đây em nấu cho ăn. Bà nấu ngon lắm á anh tôi đi tôi. Về đây. Hồi đó mà bà không nấu ngon là em bỏ bà rồi. Giờ nấu ăn ngon mà tí nữa bây giờ bán dạ. Nhờ bỏ bán chị nấu ăn cơm ngon mà anh đúng rồi. Bởi vì mới mập đó. Bà bị tiền khi thằng má cười nè. Nói tôi làm phước không dính gì cuộc đời thằng nó siêu thoát với cái ba cái má. Mét mốt hết thời. Mét mốt hề hết thời. Được ha. Không. Dạ rồi, vừa mấy ngày nhà xuống mai chưa mua vé thôi. Vừa nhẹ cũng bệnh thôi. Sau ngày mai thì cô chú anh chị, cô chú anh chị ủng hộ cho một vé ngày mai. Vé ngày mai nhiêu ta? 99 ngàn phải không? Dạ 99. 99 ngàn một vé. Dạ. Thằng bề mặt xấu hơn mặt thủy luôn. Trời ơi. Nói vậy tội nghiệp thủy thủy mặt còn trời ơi, tại kìa. Ủa Tài về đây tới chi nữa vậy Tài? Ê, hôm nay hình như chị thấy sớm. Hôm nay chị thằng Nhân hồi nãy cũng chạy thôi. Hình Nhân tới còn kịp. Nè Tài, nè em lấy 500 ngàn đi về đi. Em tới thì chị cho em 500 đi về chứ chị phát xong rồi Tài. Tài xong sao? Nè, cưng cầm 500 ngàn về chơi đi Tài, đâu có còn hộp cơm nào để cưng quay để lấy view. Dạ, cảm ơn. Sao có tiền đâu có còn hộp cơm nào cho mày quay để lấy view đâu Tài. Bán kem hủ cao cốt khỉ chị. Sao mà còn cốt khỉ nữa hả? Nó đưa cái mặt Tài lên mà. Ủa? Đúng rồi. Nó đưa mặt Tài lên, nó thù Tài lắm. Không đưa em hộp kem thì coi quá. Đưa đi, thì phải để mặt vô nó thấy đúng không? Quảng cáo cho. Cái này mặt tóc ngắn lên chút nữa là đẹp trai, không thì em để tóc dài còn.
nhìn thấy giống Trịnh đi kiện luôn. Anh nói ta là Trịnh đi vậy. Tí giống diễn viên Linh Tí quá hả anh, tôi đi tour. Đang chạy dọc đường quay hỏi nó ở lên thị trấn khách xong rồi nó ủa nó 11 giờ mà. Không, hôm nay lỗi tại chị, tại hôm nay chị đi sớm. Chứ lại mới xong, sữa đậu nành á, nóng xong cái là đi liền. Để lâu nó bị ấy phải không chị? Đúng rồi, để lâu nó nóng, mình bỏ vô dây nó bị giống như nó bị dụng á, nóng quá nó bị lá thành tàu hũ. Dạ làm xong là mọi người đúng rồi nó sẽ mới vừa lên thấy chỉ like đây giờ nhìn ra thấy chỉ tối rồi. Chạy đây đi hết cơm rồi đâu còn hộp nào đâu đâu cái thấy xong không mình nghe thầy sáng giờ nữa nghĩ nào đây lên chứ mà chạy về em. Ở đây luôn, mà sáng rồi mày mới đến ghế em trả nó thôi vậy em ghế ở nhà em lên luôn. Nghe nhà. Mấy chị xin chụp hình với chị Trâm. Cười lên, cười lên. Cười lên. Hé hàm răng. Chạy ngó qua đây luôn chị. Nhiều máy quá chị không biết nhìn máy nào. Chạy ngó qua chị. Đúng rồi chị. Rồi cảm ơn chị quá chị. Rồi trời ơi. Cái máy của bà đâu nhà bà chưa? Đấy là bây giờ mới ra chụp xong một tên. Dạ. Mày có ra nhạc không chị? Chị ơi. Theo dõi chị cho nó cực vậy. Chị làm thời gian người ta làm ăn bán cho chị gái ơi. Mai có cái gì chị? Bà chụp hình bà thổ mãn rồi. Em ủng hộ chính chính ngàn đi bà. Không có đi được. Ủng hộ đồng bào miền Bắc cô chị ơi. Con khỉ rất dễ thương rồi đó. Đúng rồi, em mê con ngộ công lắm. Còn cái bộ con khỉ này thắt tôi lòng mà. Ô quên. Chị này hay nha. Dạ. Ôi trời. Trời ơi. 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 Trời em mắc cười cái là hồi qua ông bố nội này nè đưa cái hình ảnh lên cái nó sẽ giống cụ Khang quá vậy. Hồi qua nhân cái đưa cái hình ảnh lên á cái giả nó sẽ giống cụ Khang quá vậy em mắc cười thiệt. Chị anh ơi chị quen đứa em rồi ngày nó khó thắng hoài xuống lấy thiêu mà chơi khó thắng khán giả rất là buồn xe luôn chị gái dễ thương chụp được hình với chị Trâm coi bộ thỏa mãn dữ luôn á vui lắm á. Chưa đâu 5 phút là xong rồi. Thôi. Chị lên mồi. Bệnh viện 115 trăm đi 2 lần rồi. Dạ, bệnh viện 115 trăm đã đi 2 lần rồi. Thật ra thì tất cả các bệnh viện trong thành phố là chẳng đã đi hết rồi. Không còn chỗ nào chưa đi hết. Chị bây giờ chỉ có đi quay lại thôi, đi vòng lại thôi. Cho nên là xuống rất là nhanh. Rè. Có Nguyễn Kiều quá vậy. Mặt đây với chồng hà bá với nhau. Mày đưa mặt thiệt mày ra coi coi đẹp bằng mặt hai chồng tao không ấy. Hay là mặt ông cúng nội bằng cúng nội mày ở nhà của hà bá đi Nguyễn Kiều. Chữ Nguyễn Kiều. Mày vô đây sáng sớm mà mày sáng sớm lên sát nhà của tao muốn thử mày rồi. Mà như mày, mày đưa thử cái mặt hà bá mày ra coi. Coi coi mặt đẹp không? Nghe không? Nghe không? Thấy không? Cành cành vô, cành cành vô. Cành cành vô. Mày lọc vào. Uống nước cũng không yên nữa hả chị? Ai chọc bà chị đi, ai chọc vậy? Ai chọc bà chị tôi vậy? Mét mốt chọc. Mét mốt. Mới sáng sớm, bà mày kia mày kiếm chuyện với tao rồi hả mày? Đó. Tao không? Trai mà chọc vậy. Sáng tao đi phát cơm từ thiện mà mày chọc cái miệng của tao rồi. Mày chọc cái miệng quy quy của tao rồi. Nhổ lông khỉ mày luôn. Tao bứt lông khỉ mày luôn nha, bứt lại chị như vậy. Ai chỉ bứt lông cộng lông hả mọc lên con khỉ nữa đó chị. Mấy ông này nãy giờ không bóp đã. Không quay. Ông Phúc này cũng đưa máy mà ông không bấm quay. Ông là vậy mà, giống bữa đây, giống bữa hỏi vậy đó. Sang có cần bỏ không? Cái đó tôi biết mấy người ơi, ai cũng hỏi tôi. Tại vì mấy anh em ngồi uống nước mọi người. Chị Trâm bả đang chửi hình cần nha con, trời thúi. Quá trời. Bác Phương Ruby, Trâm đang ở bệnh viện Bình Tân. Đang ở bệnh viện Bình Tân nha. Giọng mở chửi chị và Trâm. Đúng rồi. Không tin đúng không? Không tin. Chị tin kênh Tài 66 không? Nó đó, chị tin biết tại
không tin luôn, không tin tại sao sao không tin nữa sao không tin không tin mấy người không tin không tin tại sao sao quay xe là tin tin hết còn quay xe là tin cái kênh của Duy Mạnh tao tin lắm TV không coi như bấm không ra được hiện 78 như tin không quay xe là không bấm coi luôn nè nè mấy cái quay xe luôn nè quay xe không đó em mới quay xe sáng chị. Chị hỏi vụ chị hả kìa. Thấy thương ba không? Bà coi đi á, bà coi biết là thời gian đi làm buôn bán kiếm tiền, đợi thời gian buôn bán kiếm tiền. Phụ thôi, ở nhà phụ chồng thôi chứ có làm gì đâu. Phụ chồng. Sướng dạ. Ghế ngồi, hồi nãy giờ lấy ghế ngồi. Ngồi mà tội dữ vậy trời. Gặp chị. Sáng mới quay xe cho nên anh đi trễ. Tối đưa xe vô nhà đó, rồi sáng mới quay cho ra. Nhà chị dặn lại luôn á chị. Vừa mở gọi ra thấy linh phí phát trăm thì ra là phóng xe chạy ra luôn. Phóng ra liền. Kể kể đi mọi người. Kể kể đi mọi người. Ở cái lộn này, lộn nào vậy nó nói nửa chân cái lộn đó. Khi đây là một bàn cứng cô chú chạy cứng cắt luôn á. Trời ơi. Cái gì biết hết. Tông phản biện cho nấy mà nó chửi một chửi lại luôn. Nói ra mình chửi cỡ nào mình chửi cỡ. Chứ là nó hiện ra liền à. Hồng Nhân là nắng xuân là sự kiện 78 giao thiện không tin ai hết mấy người báo quan này mấy bạn quan cái comment dưới đây người ta mới hỏi kìa có tin má tư không bây giờ biết mặt mà không biết lòng nha cô chú anh chị biết lòng đây là mình nhắc là tôi biết mình chỉ chết luôn đó em tới đâu có ba sớm á tại vì bích trăm đi sớm em tới chung tám mấy mình tới rồi đó tới anh miền tới tân nữa đâu có ba anh em á đường dây kết hôn giả đúng không để chị gọi lên giả không sợ gì có gì hờ lên lết hả mất mối chị gọi lên sợ gì chú thầy có thầy cố đường dây kết hôn giả thầy cố thầy cố mày đi qua nước ngoài mà lấy vợ được hai lần luôn anh biết đâu thì vậy thôi. Trời ơi, em nghe đời đi nước ngoài lấy vợ hai lần rồi đi nước ngoài luôn á trời. Chắc đúng là lấy chồng á. Ấy, lấy chồng luôn á. Đúng là lấy chồng á. Sở như chú làm giấy tờ lộn, lấy chồng mà đi là lấy vợ. Làm giấy tờ lộn đó. Đúng là lấy chồng hai lần đó. Chứ đâu có lấy vợ nổi. Mới mất tốt mà sao lấy vợ nổi. Đi đâu ra Hà Nội á. Mà dạng như chị thấy chị coi mấy người đó là mấy người kia đưa lên coi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Đủ chưa? Đủ giờ chưa? Đủ đủ rồi đó. Lâu lâu mình bung xỏ bữa này vậy, mình chơi tới chiều đi chị. Tôi là 29 phút rồi đó, mấy người đủ giờ chưa? Anh đến chạy nhất mà anh còn dư mà. Ủa, mấy anh em uống tùm lum mà. Đã tiền hết rồi chị. Trời, hai đứa uống có một chai nước vậy đó hả trời? Mét mốt giờ ra sân bay. Bây giờ sân bay. Lái xe à? Cái bạp dạ. Sao ngay chỗ này ngã xe hoài vậy ta? Hồi nãy chú kia ngã xe máy. Ok chị. Dạ. Đủ chưa? Mấy anh em đủ chưa? Dạ đủ rồi chị. Dư rồi. Em về nha chị. Dạ em về. Mới có 1 phút mà chị ơi. Mày từ hồi nãy giờ. Mày là nhiều nhất cho anh ta. Dạ bây giờ đi đâu á rồi ông ban vô. À chị Trâm chuẩn bị về cái nha. Bữa nay gặp cái chị Phan Cứng là chị vui nè. À chị mừng lắm. Dạ. Chứ được 1 phút nào nè. Ông báo là ông không có bên con đủ bút rồi cái đủ bút mà đâu ra thì tu nè chị từ hồi nãy giờ ngồi từ nãy giờ luôn á phút của cái video mới là nãy giờ nó quay được 18 cái cục sạc của em thôi em thôi chấm tí về nha cảm ơn em nha bye chị hẹn gặp lại em tối mai nha em về bye chị hẹn gặp lại tối mai ở ngoài chống đồng nha em nha tối mai đúng không chống đồng nha cả nhà. Bây giờ mình quay á mình phải nói ngày để nó dạ. Đúng tiếp cũ. Dạ đúng rồi. Nói là mình chạy qua Malaysia để cho nó chạy về là cắn hơi sâu nha. Nó cắn hơi sâu nha. Cắn cái này phải đi chích ngừa 6 mũi. Thôi để đi về nha. Rồi ba trong tí nha. Cắn gì sâu quá, sao mà cắn thơ thì cắn luôn. Lên xuống. Dạ lên xuống xíu ơi, vô cái thềm ơi. Ra chút. Ở chiếc xe này có cái cửa ngộ ha. Cái cửa ngộ. Cái này là cái xe không cửa đó, nó bình thường á. Rồi, bye bye tí nha. Bye bye chị. Không biết chừng nào cho chạy đưa máy chạy. Dạ chào chú Quốc. Dạ chào tí. Rồi, để tất cả cũng vậy.